Xin chào các bạn, thì ngày hôm nay mình sẽ nói cho các bạn cốt của cái mạch ma trận và phím 2x2 điều khiển LED 8x8x8 sử dụng vi điều khiển PIC, mà con PIC này nó rất thông dụng trên cái giảng đường đại học của chúng ta, đó là PIC 16F877A. Và ở phần trước ấy, ở phần trước mình đã nói về cái mạch nguyên lý, nói về mạch mô phỏng của nó trên rotor, nói chỉ về cách chúng ta vẽ mạch, chỉ cách chúng ta hiểu được nguyên lý của cái sơ đồ khối. Nếu bạn nào chưa xem, xin vui lòng xuống phần mô tả để xem cái link của cái video này, video lúc trước, xuống phần description ấy, phần description ấy, để chúng ta xem cái video lúc trước. Và chúng ta sẽ vào phần chính ngày hôm nay, đó là chúng ta viết cốt cho cái đề tài này. Ok, đây là cốt của phần chương trình. Và phần đầu nó như thế này. Đầu tiên là introduction. Cái phần này bạn cũng đặt nó là gì là, đúng không? Phần thứ hai của nó là PIC, chúng ta khai biến xung là địa chỉ là 0x05.0, tức là cái chân 11 của con SHCB đấy, của 74595 đấy, nó nối với cổng bot C.0 của con PIC, đúng không? PIC thứ hai là PIC dữ liệu 0x05.2, chân 14 của DS 74595 nối với cổng bot của C.1. Và tương tự như thế, chúng ta khai báo cho nó. PIC L1 là 0x08.0, PIC L2 08.1. Tương tự như thế, chúng ta khai báo biến. Vừa nãy mình vừa lướt, nó hơi nhanh đúng không? Bây giờ mình lướt lại này. Đây. Bạn nhập vào Combalacy tương tự như thế này cho mình. Bạn viết và bạn dịch ra. Tiếp theo là bạn sẽ khai báo biến inb cho nó, rồi bạn sẽ khai báo của cái hàm void cho nó. Đây là cái tài liệu của bạn mình làm, bạn đã báo cáo rồi, cho nên cốt hoàn toàn đáng tin cậy. Và bạn chỉ cần nhập vào, nếu sai cái chỗ nào đó thì bạn rất dễ sửa. Mình đã dám đảm bảo là nếu bạn nhập vào thì bạn sai cũng chỉ một lỗi, một hai lỗi thôi, thậm chí không sai, chạy luôn. Mình vừa rồi mình nhập rồi, không sai, chạy, ok. Đây, void nạp PIC, bạn sẽ user, đúng không, tra data, user tra y, for, bạn lập những for cho nó, rồi bạn lập hàng data. Đấy, bạn viết tương tự như thế cho mình. Đầu tiên bạn xác lập dữ liệu bằng 0. Tiếp theo là nếu ngược lại thì dữ liệu nó bằng 1. Bạn sẽ cộng 2 cái biến và n 2 cái biến data và 0x80 này lại với nhau. Bạn cho biến y là một cái biến chạy từ 0 cho tới 8. Ok chưa? Data nó sẽ bé hơn hoặc bằng 1. Và xung nó sẽ bằng 1 và xung bằng 0. Tiếp theo là suffix. Suffix thì bạn chốt bằng 0. Đây suffix này. Suffix chốt bằng 0. Delay là 5. Chốt bằng 1 và chốt bằng 0. Tiếp theo là bạn phải reset cho nó. User x bằng 0. X bé hơn 8. 84. X cộng cộng. Dữ liệu nó sẽ bằng 0. Xung bằng 1. Đấy. Và chúng ta sẽ xét cái hiệu ứng thứ nhất. User cha ở đây sẽ có tổng cộng là 8 trạng thái cho các bạn lựa chọn, đúng không? Đấy. Và ở cái đoạn mà hiệu ứng 1 đấy thì bạn cũng có là tổng cộng là từ 1 đến 8. Output bạn sẽ xuất ra D. Và bạn sẽ có một cái biến G nữa để chúng ta nạp PIC, thực hiện nạp PIC vào. Và cuối cùng là chúng ta xuất PIC rồi dừng nó một khoảng thời gian chạy chữ, chạy chữ V chẳng hạn.
Đây, chạy chữ V thì chúng ta làm như thế này. Cái này thì các bạn phải dùng phần mềm nhá. Dùng phần mềm. Ok. Và bạn tiếp theo là bạn sẽ đặt in bằng A 0x 0x1 y bằng 0 y bé bằng 8 y cộng cộng. Bạn đặt một cái T nữa để cho nó nạp bit vào, nạp bit chữ V vào. Chữ V sẽ xuất hiện là một cái ini nó chạy từ chữ 1 đến 8 và nó xuất hiện cái T nữa. Bạn sẽ xuất ra, output ra và xuất bit nó ra. Bạn sẽ dịch chuyển nó sang phía bên tay trái A ấy, thì bên A bạn dịch chuyển phía bên bên tay trái là một bit và dừng lại. Thế các bạn chạy chữ H chẳng hạn. Đấy. Bạn cũng viết tương tự cho mình. Viết tương tự. Và bạn sẽ viết tiếp một cái biến K bé hơn 8, biến L cũng bé hơn 8, đặt viết rồi chạy chữ chữ H. Bạn xuất output ra ở cái chân đó rồi xuất viết ra đó. Hiệu ứng thứ nhất hoàn thành thì tiếp theo nó chuyển sang hiệu ứng thứ hai. Bạn xác lập cái một cái hàm output ra cho nó, bạn nạp tiếp, bạn xuất tiếp, bạn dừng khoảng thời gian rồi tiếp tục nạp rồi xuất. Lưu ý là bạn phải có địa chỉ này và địa chỉ nó phải có cái dấu này, đó. Nó có về đấy. Đấy. Tiếp theo là hiệu ứng thứ ba. Hiệu ứng ba, ok nhìn chưa, nhìn rõ chưa, cũng nạp và xuất tiếp như thế rồi dùng một khoảng thời gian như thế. Ok, bạn làm bạn viết tương tự như thế này cho mình và nếu đoạn nào không hiểu thì bạn hãy liên hệ với mình hỏi, mình sẽ chỉ, mình trả lời. Thuật toán ở đây mình chưa có điều kiện để mình làm cái thuật toán cho nó, mình thể hiện sơ đồ thuật toán này cho nó, và nếu mình nói bằng miệng các bạn rất khó hiểu, cho nên bạn nào mà không hiểu thì vui lòng comment xuống phía dưới hỏi mình chỉ cho. Và cái hiệu ứng thứ tư, hiệu ứng thứ tư bạn tiếp tục nạp tiếp vào 0x0 0x1, bạn xuất bit, sau đó bạn dừng lại khoảng thời gian L3 và L2 bằng 1, bạn nạp tiếp xuất bit rồi lại ra cái L3 L3 bằng 1 nữa, đúng không? Tiếp tương tự như thế, bạn làm tương tự. Đừng lướt, nó hơi nhanh cho nên mình làm lại. Đấy. Nếu bạn nào mà bảo mình gửi code thì mình không gửi cho đâu. Ok, bạn phải code lại để bạn tự hiểu. Và sang cái hiệu ứng thứ năm, bạn viết muốn viết bao nhiêu hiệu ứng cũng được. Ok, đấy. Và cái hiệu ứng thứ năm này nó cũng tương tự như cái hiệu ứng kia, và thuật toán của cái hiệu ứng thứ năm này cũng tương tự. L8 bằng 1, đấy, xuất nạp bit 0x00, xuất bit rồi lại dừng khoảng thời gian. L7 bằng bằng 1 cũng tương tự như thế. L7, L6, L5, L4, L3, L2, L1. Đấy, và cuối cùng mình quay lại những cái đoạn này nó hơi nhanh tí nhá để các bạn không biết được. Ok, và tiếp theo là chúng ta viết cái hàm void main cho nó, void main cái hàm stretch. Nếu các bạn không biết hàm stretch này là gì thì vui lòng lên Google gõ cho mình hàm stretch này. Ok chưa? Và ta biến biến B này là nên nhớ là nó kiểm tra nhé. Đấy,
xem xét A, B, C, D, E đều là không biết không không hết, và bạn A bút là A không biết không không, A bút cũng tương tự như thế, không biết không không. Phải thiết lập một cái hàm view cho nó, một cái hàm vào là vô hạn, và nó sẽ trả về biến true, biến đúng, B bằng 3, dừng lại, view, B, B sẽ trừ trừ, trừ 41, delay, dừng lại khoảng thời gian, reset. Này cũng tương tự, và tương tự như thế. View B. Đấy. Và ở phần cuối cùng của cái bản báo cáo này đã hoàn thành, chúng ta đã viết xong code. Và nếu bạn nào không hiểu thuật toán, mình nhắc lại, bạn nào không hiểu thuật toán vui lòng liên hệ với mình để mình giải thích thuật toán cho. Bởi vì trong khoảng thời gian ngắn ngủi 12 phút này mình không đủ để giải thích thuật toán nó rất là nhàn. Mình kịp sau code này các bạn. Ok, và bài học của chúng ta ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Và chúng ta đã hoàn thành xong cái bài 8 tháng 8 điều khiển bằng bằng bếp. Ok, điều khiển bằng ma trận phím 2 x 2. Hẹn gặp lại các bạn ở trong cái bài tiếp theo.